Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập tiếp theo của Photoshop CC 2019. Tiếp theo mình vào File Open, mở tập mới. Rồi mình sẽ mở bài tập. Đây, đây là hình trước khi mình làm. Mình mở hình cô gái, bài biển và những con cá heo. Open và logo Open. Tiếp theo mình sẽ mở cái ảnh sau khi làm. Đây, có nghĩa bài đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng pen vẽ cô gái đưa qua, cá heo đưa qua và hướng dẫn các bạn tạo bóng đổ, có nghĩa là tạo hiệu ứng. Những khi các bạn tạo hiệu ứng này, những trường hợp tiếp theo các bạn cũng làm đều giống như thế. Đầu tiên, cái hồ bơi đây mình sẽ dùng pen Filmtech là buffer. Này, các bạn nên nhớ là chọn được bát nha. Kích một điểm. Vẽ. Rồi, cứ thế vẽ, nhớ tắt Unikey nha. Rồi, tiếp theo giữ phím Alt kích. Các bạn nên nhớ là vẽ không vẽ bóng đổ nha. Bóng đổ là mình tí nữa mình sẽ hướng dẫn. Tương đối thôi, không cần tuyệt đối đâu. Muốn vẽ thành thạo các bạn sẽ phải luyện tập thường xuyên thì mới thành thạo được. Đây, tới bước này các bạn nhanh nhớ nha, không phải bóng đố thế nha. Rồi, các bạn kích chuột phải chọn Mask Selection, chọn Filter là không. Cách nhanh hơn, mình bấm Edit anh lưu lại. Cách nhanh hơn, các bạn bấm Control Enter, Thiên Tắc, Logi, tạo quần chọn nhanh. Tiếp theo, các bạn kích vô Move Tool, đưa cô gái qua cái hồ bơi bơi hồ biển đó đang đưa qua. Rồi các bạn bấm Ctrl T sử dụng lệnh Free Transform. Đây, Ctrl T giữ phím Alt để thu phóng cô gái lại. Đây là phiên bản 2019 cho nên mình không cần giữ shift, nó sẽ giữ được tỷ lệ chiều rộng và chiều cao. Tiếp theo qua bên đây mình sẽ vẽ lấy con cái heo qua, cũng dùng pen tiếp, thêm tức là buffer. Lấy, bây giờ mình chỉ lấy một con thôi, hướng dẫn các bạn làm. Tại sao mình hướng dẫn các bạn tạo như thế này? Tại vì với các bạn học bên kiến trúc đồ họa, khi tạo, khi các bạn render bằng Paramax ra những cái khuôn viên, những, có những cái cây, thì các bạn phải có bóng đổ nó mới thực tế được. Thì nếu các bạn đổi bóng đổ sai hướng mặt trời thì các bạn có thể vào Photoshop tách bóng đổ ra và chuyển thành hướng mặt trời như ý các bạn muốn. Rồi, Ctrl Enter để thoát lệnh, kích vô Move Tool và đưa con cá heo qua. Rồi, bây giờ phóng con cá heo nhỏ lại một tí, cô gái to lên. Rồi, bây giờ muốn mở layer style thì sao? Các bạn kích đúp vụt vô, kích vô chữ, nó sẽ thay đổi tên ghi cô gái. Phía trên mình sẽ đặt là cá heo. Rồi, muốn mở layer style các bạn kích vô chỗ hình ô vuông caro màu xám màu trắng, nó sẽ hiện ra layer style. Hay kích đúp vô chỗ trống. Hay cách khác, kích vô chuột phải vô blending option. Cách khác, bấm chữ, bấm kích vô layer cô gái đó, kích vô edit, kích vô blending option. Cách khác, kích vô layer style blending option. Đó, nhanh nhất kích vô chỗ trống. Rồi, đây là bảng layer style có rất nhiều mục. Đầu tiên, muốn tạo bóng đổ thì các bạn phải vô drop shadow, kích vô. Đây, đây là blend mode, cái đây là mình sẽ hướng dẫn sau. Tới phần blend mode, mình sẽ giải thích tại sao nó mặc định nó là multiply. Rồi, opacity là mờ. Đó, có nghĩa là hiệu ứng, đây là hiệu ứng bóng đổ cho nên nó sẽ là mờ bóng đổ. Mình tăng lên, các bạn thấy nó đậm lên chưa? Đó.
xuống nó mở đi, đậm lên. Rồi angle thì sao? Là góc. Các bạn cứ hướng mũi tên của góc nè, bạn cứ nghĩ là đó là mặt trời, mặt trời nó chiếu xuống ngay tâm đó, kéo ở đây hướng đây, kéo hướng này, hướng này đó, các bạn thấy cái hướng móng đồ chưa? Rồi distance là khoảng cách giữa hiệu ứng và hình thế đó, cách ra, thấy không? Còn spread là gì? Là các bạn cứ hình dung giống như cái bình xịt phun sơn, bằng xịt mạnh thì nó phun sơn rộng ra bên ngoài. Đây spread nó tương tự như thế, mình kéo ra nó sẽ rộng ra đó, các bạn thấy chưa? Rộng ra, thấy chưa? Giảm xuống. Còn size là kích thước, các bạn tăng lên nó sẽ lăn rộng ra, rộng và nó sẽ nhòe ra đó. Còn quality là gì? Quality là các bạn cứ nghĩ màu trắng và màu gần đen hơi xám này. Màu trắng các bạn cứ nghĩ nó là mặt trời chiếu xuống, còn màu xám này là cái hình thể. Nếu các bạn đỡ mặc định như thế này, nó sẽ bóng đổ như thế này. Nếu các bạn chọn đây thì giống như là có hai hướng ánh sáng nó chiếu vào hình thể thì bóng đổ nó sẽ khác. Đó, chiếu lõm xuống. Đó các bạn thấy không? Mình cứ đỡ mặc định như thế này đi. Còn anti-aliasing là gì? Cái đó thì mình sẽ hướng dẫn xem. Noise trong phần filter, cái đó là thơm hạt. Cái đây thì những bài tập sau mình sẽ nói cho các bạn biết. Rồi, bây giờ khoảng cách đúng không? Bây giờ mình khó chỉnh cái bóng đổ thì làm sao để chỉnh chính xác? Thì các bạn không cần phải chỉnh distance, các bạn kích bên ngoài hình đây, bóng đổ bên ngoài hình cô gái, các bạn di chuyển thì nó cũng thay đổi cho mình dễ dàng hơn. Đó, rồi ok. Bây giờ mình muốn bóng đổ con cá heo, mình muốn con cá heo có bóng đổ giống như cô gái thì làm sao? Các bạn kích vô cô gái, chuột phải cô gái, hay kích vô effect cũng được, nó đều có cái lệnh đó. Thì các bạn kích vô copy layer style, kích vô con cá heo, bấm chuột phải, bấm bát layer style thì nó có bóng đổ giống theo luôn. Bây giờ mình sẽ kích đúp chuột vô cái effect lại tiếp. Các bạn nhớ kích vô drop shadow lại nha. Các bạn kích vô hình cá heo thì bóng đổ của cá heo và cô gái nó đi theo cùng luôn, có nghĩa giống như có một hướng mặt trời chiếu. Bây giờ mình muốn là hai bóng đổ nó khác hướng nhau thì sao? Thì các bạn đây thấy chữ View Global Line không? Bạn tắt cái đó đi. Đó, bây giờ mình dịch chuyển đi, nó không ảnh hưởng gì bóng đổ khác. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đưa cô cá heo đi. Thì đưa cá heo đi đâu thì bóng đổ theo đó. Bây giờ mình muốn tách bóng đổ ra bên ngoài thì sao? Các bạn kích chuột phải vô effect phía dưới nha. Kích trên không được nha, phải kích effect phía dưới. Kích chuột phải, bấm chữ Grid Layer, có nghĩa là tạo bóng đổ thành một layer mới. Rồi các bạn bấm OK thì nó sẽ tạo bóng đổ mới. Đây là trường hợp áp dụng sau này rất là nhiều. Đó là cách để tạo bóng đổ và tách bóng đổ ra thành layer mới. Cái đó tương tự với mình sẽ tạo những layer khác cũng tương tự như thế. Rồi, hôm sau mình sẽ dẫn các bạn tiếp bài tiếp theo nha.